Trong khi giảng kinh, tôi đã lấy thí dụ về vấn đề này. Thế giới Cực Lạc phương Tây là tổng công ty, Phật A Di Đà là tổng giám đốc. Sáng lập ra công ty này, Ngài xây dựng thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng, xuất gia từ vô lượng kiếp trước. Xuất gia làm tỷ kheo, làm người xuất gia, phát 48 nguyện, tu hành 5 kiếp. Ngài mở công ty là mong chúng ta góp thêm cổ đông, chúng ta cũng có thể làm ông chủ. Một tiếng Phật hiệu là một phần, chúng ta góp bao nhiêu phần, nghĩa là đã niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu là một phần, mỗi ngày ta niệm là góp thêm cổ đông vào thế giới Cực Lạc. Đến lúc đó ta không còn là công nhân, mà ta là ông chủ. Nên cần phải siêng năng. Còn thứ gì quan trọng hơn việc này nữa? Không mang được thứ gì trong cuộc đời này theo. Bởi thế đây là thật, không phải là giả. Niệm Phật nhiều sẽ như thế, không sai. Mỗi ngày chúng ta đều đóng góp thêm cổ đông. Đây là điều không nên xem nhẹ. Thêm cổ đông vào bất kỳ công ty nào ở đây, rốt cuộc công ty cũng đóng cửa. Nhưng ở thế giới Cực Lạc không bao giờ đóng cửa. Bởi Phật A Di Đà không bao giờ gián đoạn tu học, ngày nào cũng giảng kinh dạy học. Quý vị thấy công đức nhiều đến cỡ nào? Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật, nghĩa là góp cổ đông. Niệm Phật với suy nghĩ như thế, chúng ta tin là sẽ thành công khi niệm. Ta sẽ buông bỏ, bởi vì thế gian này ta không thể mang đi được bất cứ một vật gì. Tất cả đều là giả, thành trụ hoại không, không có gì là chân cả. Thế giới Cực Lạc là chân thật nhất.